bạn lớp thân bài. Chúng ta sẽ bắt đầu một cái bài học tiếp theo. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái hoạt động nhỏ ha. Nhiệm vụ chúng ta là gì đây? À, đây chúng ta có 6 cái động từ. Và bên đây cô sẽ có một số cái từ sẽ được kết nối với động từ đó sao cho có nghĩa. Cô ví dụ như câu số 1, đối với động từ go là đi thì cô có thể nói được với cái gì đấy em? À, cô sẽ có thể kết nối được với mountain climbing là chúng ta đi đâu? À, đi leo núi, hoặc chúng ta có thể là gì đấy? Horse riding là đi cưỡi ngựa, hoặc là go camping. Như vậy cô sẽ ghi đáp án là 1 D L hoặc là đi. Còn đây. Như vậy thì đối với ba câu này là cô đã sử dụng xong được ba câu này. Nhiệm vụ của chúng ta là trong vòng 1 phút mấy em sẽ kết nối động từ và những cái từ còn lại. Rồi bây giờ để tránh mất thời gian thì cô sẽ sửa đáp án nha. Còn trong quá trình làm em có thể bấm nhiều video để chúng ta làm cho nó chính xác hơn. Rồi đối với câu số 2 là động từ do thì cô sẽ đi với gì đấy? À, chúng ta sẽ đi với gì đấy? À, câu G là gymnastics. Wow. Rồi câu số 3 thì chúng ta là collect thì chúng ta sẽ đi với B, C và câu gì? Còn chúng ta sẽ sưu tầm những cái đồ vật nào? Đối với câu số 4 thì chúng ta play chúng ta sẽ đi với gì đấy? F và H. Ok. F. Đây. Đối với câu số 5 là động từ take thì mình sẽ đi với photos. Và cuối cùng là chữ watch thì chúng ta sẽ đi với rất dễ dàng, chúng ta chọn được là gì đấy? TV. Ok. Như vậy thì trước khi chúng ta xem cái nội dung của cái nội dung này thì chúng ta sẽ đi về cái phần từ vựng trước ha. Em sẽ ghi vào cho cô một số cái từ vựng sau. Đầu tiên chúng ta có từ là gì? Melody. Đó là gì đấy? Giai điệu. Gymnastics thì chúng ta sẽ là thể dục dụng cụ. Horse riding là gì đấy em? À, việc cưỡi ngựa. Sang phần look out trong sách giáo khoa, mấy em nhìn cho cô cái ví dụ. Đây chúng ta có bốn cái từ này. Ta xem có nghĩa nó là gì? Water là nước, rose là trồng, flowers là hoa và vegetable là rau cải. Như vậy thì bốn cái từ này sẽ giúp mình liên tưởng đến cái gì đây? Đó là cái việc làm vườn, gardening. Như vậy thì người ta gọi bốn cái từ này là gì đấy em? Gọi là keyword, đó là từ khóa. Từ khóa, công dụng của nó để làm gì đấy? À, công dụng của nó sẽ giúp chúng ta hiểu được cái bài đọc nhanh và chúng ta sẽ có những cái ghi chú tốt. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mấy em sẽ viết cho cô những cái keywords, những cái từ khóa để miêu tả những cái sở thích trong cái bản người ta cho. Thì ở bên đây là chúng ta có sở thích là gì? Listening to music là nghe nhạc. Vậy thì nghe nhạc thì mình sẽ có những cái từ khóa gì đây? Rồi gardening là làm vườn, nó sẽ có những từ khóa nào để liên tưởng đến? Fishing là gì em? Là câu cá. Painting là chúng ta vẽ sơn. Swimming là bơi. Cô sẽ làm mẫu chúng ta cái phần listening to music là nghe nhạc, thì cô sẽ có một số cái từ khóa như là melody, song, rhythm, lyrics, ví dụ như là giai điệu các bài hát, vân vân, lời bài hát ha. Rồi để cho chúng ta làm cho dễ thì cô sẽ gợi ý cho em những cái từ khóa bên dưới. Mấy em chỉ việc là gì, chọn từ khóa nào cho nó thích hợp để đưa vào cái chỗ trống ở đây. Chúng ta sẽ có 4 phút để bấm dừng video lại và làm cho cô cái phần bài tập này. Rồi để tránh mất thời gian thì cô sẽ cho ra phần đáp án. Vậy thì đối với phần gardening là làm vườn, cô sẽ có những cái từ khóa nào để em để liên quan đến nội dung là làm vườn? À, đó là gì đây? Tree là cây, flower hoa, còn rồi gì đây? Rau cải, trái cây đúng không? Đối với câu cá thì mình sẽ có những cái từ khóa là gì? Hồ này, rồi bắt cá và thuyền hay là tàu gì đó vân vân. Rồi đối với painting thì cô sẽ có là gì? Đó là màu, rồi các bức tranh, các nghệ sĩ vân vân. Đối với hoạt động là bơi thì là
cái dạng rất là khó ha, và nên chúng ta sẽ lưu ý ở đây cũng có hai cái đường link để chúng ta sẽ nghe người bản xứ họ sẽ phát âm cái âm đó cho nó chính xác. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập luyện âm đầu tiên, không? Đây là short vowel ha. Và đây là long vowel. Và nó sẽ phát âm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ha. Rồi chúng ta sẽ nghe xem họ sẽ phát âm từ này thế nào ha. This is a short vowel sound. It's pronounced a. And to make this sound, you just relax your mouth. You try, listen and repeat. And again, In fact, this is a very common sound in English. And in many grammar words, it's the only vowel sound, such as the, of, but. Vừa rồi chúng ta đã nghe người bản xứ họ chỉ chúng ta cách phát âm ấm ờ, âm đó chúng ta đọc nhẹ thôi nha. Bây giờ mình sẽ xem có cái âm này nó sẽ phát âm như thế nào, khác biệt với âm vừa rồi ha. Unit 1, page 9, a closer look, 1, activity 6, listen again and put the words in the correct column. Answer, away, neighbor, burn, hurt, heard, birth, common. Unit 1, page 9, a closer look, 1, activity 6, listen again and put the words in the correct column. Answer, away, neighbor, burn, hurt, heard, birth, common. Okay.
Let's check. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái âm ơ, âm nhẹ này, âm ngắn này thì nó sẽ là những cái từ nào nha. Và âm ơ là những từ nào? Ở đây đối với âm ơ thì chúng ta sẽ có các cái từ gì đấy? Answer, away, neighbor, common. Và âm ơ thì chúng ta có các cái từ gì đấy? Born, hurt, hurt và birth. Ok, very good. Chúng ta sang cái hoạt động là gì đấy? Nghe các câu và các em sẽ đánh dấu thích vào trong các cái âm nào mà nó có từ ơ hoặc là âm ơ. Ok, hoạt động này thì nó khá là khó, cho nên là em có thể là nghe một, hai lần hoặc ba. Listen to the sentences and take a or a. Practice the sentences. 1. His hobby is collecting toy cars. 2. My sister has a lot of photos. 3. When I have free time, I usually go surfing. 4. I love the colors in their paintings. 5. My friend has an unusual hobby, learning foreign languages. Okay, now it's time for us to say goodbye.